chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay, ngày 18 tháng 2, 2016, gồm có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt các văn nghệ sĩ nhân dịp đầu năm mới Bính Thân 2016. Tình trạng hạn mặn đang gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng. Tin thế giới, nhiều nước châu Âu không chấp nhận điều kiện Anh đưa ra để ở lại Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, nhằm thể hiện sự quan tâm của các vị đảng, chính quyền, giới trí thức, văn nghệ sĩ, thầy giáo, thầy thuốc, những người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh nhà nói riêng. Sáng nay, Tỉnh ủy Long An tổ chức buổi họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân Bính Thân năm 2016. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trương Văn Tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và hơn 100 đại biểu là các trí thức, văn nghệ sĩ đến dự. Trong không khí vui tươi đầm ấm trong những ngày đầu xuân, các đại biểu bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng, đề xuất sự quan tâm nhiều hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, đồng thời cũng thông tin nhiều hoạt động, kết quả về lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2015. Nổi bật là cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút hàng trăm lượt tác giả sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. Các hoạt động về văn hóa, du lịch, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và là năm có nhiều ý nghĩa đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 12 của Đảng thành công tốt đẹp, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2015-2020, trong đó đề ra nhiều định hướng quan trọng về phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, văn nghệ. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật và hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Long An tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng nhiệm vụ phát triển, tiếp tục đổi mới hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh ghi nhận và biểu dương tinh thần cùng tâm huyết và sự đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ niềm tin sâu sắc đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, tích cực thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đang công tác, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Hợp tác xã Thanh Long Tầm Du, huyện Châu Thành vừa tổ chức Đại hội xã viên thường niên. Đến dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm và đại diện cơ quan thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại các tỉnh phía Nam. Đến nay, huyện Châu Thành đã thành lập được 5 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ thanh long, trong đó hợp tác xã sản xuất thanh long Tầm Du là một điển hình trong cùng cách làm ăn mới, hiệu quả. Thành lập được 7 năm, đến nay, hợp tác xã Thanh Long Tầm Du có 50 xã viên, có diện tích trực tiếp sản xuất hơn 60 hectare, vốn điều lệ của hợp tác xã là 4 tỷ đồng, tổng tài sản trên 7 tỷ đồng. Trong năm 2015, hợp tác xã có tổng doanh thu 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 400 triệu đồng. Nhờ làm ăn hiệu quả, đời sống của xã viên đa phần khá và giàu. Để có được kết quả này, ngay từ buổi đầu tham gia hợp tác xã, các xã viên đã được tạo điều kiện tham quan, học tập mô hình sản xuất hay, mới và có hiệu quả cao, sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Hợp tác xã đã xây dựng kho lạnh bảo quản thanh long sức chứa 500 tấn, hai nhà xưởng sơ chế đóng gói rộng 2.500 m2, đang xây dựng và lắp đặt hệ thống sấy trái cây, trong đó có thanh long, liên kết với các doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây để tiêu thụ trái thanh long không đạt tiêu chuẩn mẫu mã xuất khẩu, đầu tư khâu xử lý sau thu hoạch để kéo dài thời gian bảo quản, đảm bảo vận chuyển thanh long xuất khẩu sang các thị trường xa. Hiện nay, thanh long Tầm Du đã đăng ký thành công nhãn hiệu hàng hóa độc quyền và xuất khẩu đi nhiều nước như Mỹ, Nhật, Pháp, Singapore và Trung Quốc. Chuyển sang những nội dung quan trọng khác. Huyện ủy Thạnh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị các cấp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 51 ngày 4 tháng 1 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 11 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ thị số 01 ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn số 38 ngày 31 tháng 1 năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy Thạnh Hóa về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công, Huyện ủy Thạnh Hóa yêu cầu các ngành các cấp tập trung quán triệt và thực hiện theo đúng các quy định, quy trình của luật bầu cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được huyện Thạnh Hóa khẩn trương thực hiện. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện là 60 đại biểu. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện Cần Giuộc, Châu Thành và Tân Thạnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Qua thống nhất của Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Cần Giuộc đã thông qua tờ trình về dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu gồm 39 đại biểu tại 10 đơn vị bầu cử. Dự kiến hiệp thương lần thứ nhất là 78 người, trong đó đảm bảo các tiêu chí nữ chiếm tỷ lệ 35% trở lên, trẻ dưới 35 tuổi tỷ lệ 15%, ngoài đảng ít nhất 8 người chiếm 10%, tái cử 30%. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng người ứng cử được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021 là 70 người. Trên cơ sở dự kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Tân Thạnh, hội nghị đã thảo luận về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Theo đó, hội nghị đã thống nhất số lượng hiệp thương lần thứ nhất là 60 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% đại biểu thống nhất cơ cấu thành phần, cơ cấu kết hợp và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 9. Về cơ cấu đại biểu có tỷ lệ nữ từ 35% trở lên, đại biểu là người ngoài đảng từ 10% trở lên, đại biểu là người dưới 35 tuổi, tỷ lệ từ 15% trở lên, đại biểu tái cử trên 30%. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu là 32 đại biểu. Để đảm bảo đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2020 đúng cơ cấu thành phần, số lượng, huyện dự kiến số ứng cử viên là 54 người, trong đó ứng cử viên nữ chiếm 35%, đại biểu là người ngoài đảng chiếm 7,4%, đại biểu tái cử chiếm 33%, ứng cử viên trẻ dưới 35 tuổi chiếm 26%. Đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất với dự kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2020. Sau đây là phần tin an ninh trật tự an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Tin cho biết, hồi 17 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2016 tại ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1974, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, dùng hung khí đánh Đặng Văn Bảnh, sinh năm 1969, ngụ địa chỉ trên, bị thương. Nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân, vụ việc đang được công an huyện Cần Giuộc điều tra xử lý. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý 144 trường hợp vi phạm, phạt hơn 182 triệu đồng, tước 16 giấy phép lái xe. Chuyển sang phần tin trong nước, sáng ngày 18 tháng 2,
tiếp tục chương trình làm việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu của dự án luật báo chí sửa đổi. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận đóng góp ý kiến về dự án luật báo chí sửa đổi. Tại phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật báo chí sửa đổi. Vấn đề xem xét đưa trang thông tin điện tử tổng hợp trang mạng xã hội vào điều chỉnh tại luật này là nội dung được nhiều thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi cho biết, qua quá trình thảo luận về dự thảo luật này có ý kiến đề nghị xem xét đưa trang thông tin điện tử tổng hợp trang mạng xã hội vào điều chỉnh tại luật này. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị chỉ nên điều chỉnh các sản phẩm thông tin trên tại văn bản giới luật. Hiện, hoạt động của trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 72 và Nghị định số 174. Với lý do trang mạng xã hội hoạt động trong môi trường ảo thường không có người chịu trách nhiệm, đồng thời người viết và tham gia bình luận thường cũng chỉ sử dụng biệt danh. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và truyền thông không cấp phép, cũng không quản lý các trang mạng xã hội này mà chỉ quản lý đơn vị cung cấp dịch vụ mạng. Còn trang thông tin điện tử tổng hợp không phải do cơ quan tổ chức sáng tạo nội dung tin bài mà lấy thông tin từ các báo, biên tập lại và phát hành trên mạng. Do vậy, dự thảo luật không điều chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội, mà tiếp tục để văn bản về quản lý mạng Internet điều chỉnh. Trước thực tế, nhiều trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội có lượng truy cập rất lớn, xu hướng thông tin mạng tăng. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc băn khoăn khi trang thông tin điện tử tổng hợp bị đưa ra khỏi dự thảo, chứ quản lý bằng nghị định. Trong cái phạm vi điều chỉnh, thì là công chí thấy là công chí có đưa cái trang thông tin điện tử tổng hợp đưa ra ngoài nội dung của trong luật. Thế thì tôi không hiểu là báo cáo báo chí thì vậy thì cái trang thông tin điện tử này có phải là một cái sản phẩm thông tin có chất báo chí không? Trang này báo cáo chí người ta cũng có cái theo cái trong này cứ nói là trang điện tử không phải do cơ quan tổ chức sáng tạo nội dung tin bài mà lấy thông tin từ báo biên tập và phát hành trên mạng. Thì thưa chí là cái đây là một cái trang công chí cấp phép chứ, nhà nước cấp phép người ta, mà cái trang này thưa chí là truy cập khá nhiều. Hàng vài triệu trong một ngày là có tiền hàng vài triệu nhưng mà cái thông tin. Thế mà định hướng này báo cáo chứ nhiều bây giờ là tình trạng là người dân và các công dân nó tra vào cái trang rất nhiều. Thì tự nhiên ta lại bỏ cái này ra ngoài, không quản lý gì cả. Mà lại quản lý bằng một cái nghị định nào đấy. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nghị định thì 72 thì ta đưa vào luôn đi. Bây giờ luật ta ra sửa đây thì đưa vào luôn đi để quản lý. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cơ Sở Phước cũng đánh giá dự thảo luật gần như vắng bóng các quy định quản lý và kiểm soát thông tin mạng là chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo đại biểu Cơ Sở Phước, thông tin mạng có hai loại: báo chí điện tử và thông tin của tư nhân từ máy chủ trong nước và từ máy chủ nước ngoài. Nhưng với điều kiện hiện nay, trước hết phải kiểm soát được những thông tin mạng từ máy chủ trong nước. Nếu không làm được thì dự thảo luật sẽ chỉ đạt 40% yêu cầu về quản lý báo chí, 60% còn lại sẽ bị để trống trận địa. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh. Nói rõ hơn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng truyền thông xã hội phát triển mạnh nhưng dự thảo luật không điều chỉnh các hình thức thông tin mạng vì đã được quy định chặt chẽ trong Nghị định 72. Hơn nữa, Bộ trưởng lưu ý, nếu đưa các loại hình này vào luật thì vô hình chung thừa nhận đó là loại hình báo chí. Có thể sau này sẽ nâng Nghị định 72 thành luật để điều chỉnh các hoạt động thông tin mạng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong Hiến pháp năm 2013 đã nêu rất rõ về quyền con người, quyền công dân. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Chủ tịch Quốc hội nêu một thực tế, người dân hiện sử dụng nhiều thông tin trên mạng nên cần nghiên cứu, tính toán để có những quy định điều chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội tại luật này, không điều chỉnh bằng văn bản dưới luật. Các ý kiến đóng góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu của dự án luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi. Trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tờ trình của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành kiểm sát nhân dân.
liên quan tới các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và các hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm. Chủ của những cơ sở này có thể bị phạt số tiền lên tới 100 triệu đồng. Đây là nội dung kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 119 năm 2013 NĐ-CP. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mức xử phạt được đề nghị nâng lên như sau. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm giết mổ động vật, sơ chế chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, quy định hiện hành là 10 đến 15 triệu đồng. Cũng theo dự thảo, có quy định phạt tiền bằng 80% đến 120% tổng giá trị động vật vi phạm tại thời điểm vi phạm, số tiền phạt tối đa không quá 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nông hộ và trang trại hộ nhưng chưa tạo dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm. Đối với hành vi vi phạm kinh doanh mỗi loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi không có trong danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc không có văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể bị phạt với mức tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Thưa quý vị, tại tỉnh Sóc Trăng, sau khi gây thiệt hại, ảnh hưởng đến năng suất nhiều diện tích lúa đông xuân của huyện Trần Đề, hiện nay hạn mặn tiếp tục gây ảnh hưởng đến các trà lúa xuân hè của tỉnh. Đến thời điểm này, đã ghi nhận có nhiều diện tích lúa bị chết khô, không thể cứu giãn, trong khi các diện tích còn lại cũng đang trong tình trạng bị đe dọa trầm trọng. Hạn hán và mặn xâm nhập sớm đã làm cho các diện tích lúa xuân hè của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bị khô cằn nhiều ngày liền. Đang chờ trực con nước để bơm lên cứu lúa, anh Lâm Hoàng Minh ở ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Đông Phú cho biết một nửa diện tích vụ lúa xuân hè của gia đình đến nay gần như bỏ trắng vì không có nước bơm. Mặn 60 công mà bên ấp 4 30, ấp 3 30. Bên ấp 4 bỏ hết 30 công rồi, lúa 40 ngày. Vụ này nước mặn lên sớm quá, rồi thua chứ sao bây giờ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Phú cho biết do hạn mặn năm nay đến sớm, gay gắt và kéo dài hơn mọi năm, nên kế hoạch sản xuất vụ lúa xuân hè của địa phương chỉ là 5.000 hectare. Theo đó, chỉ được sản xuất ở các vùng phía trên, không chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Đồng thời khuyến cáo đối với các xã nằm trong vùng dự án đề bào Long Phú, ít nhất thì không nên xả, vì đây là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mặn xâm nhập hàng năm. Đối với cái diện tích nằm trong bao đó thì chúng tôi cũng có đề nghị là trạm quản lý thủy nông là thường xuyên để đo độ mặn cho từng vùng nước để mà phát hiện cái con nước nào ngọt thì đẩy vô để kịp thời để cứu cho cái vụ lúa mà người ta gieo xả trong vùng xuân hè này ở trong đất nông. Trong khi đó, tình trạng xâm nhập mặn trong những ngày qua tại huyện Kế Sách cũng đang ở mức báo động. Khi hiện nay, mặn đã xâm nhập sâu gần toàn bộ các xã thị trấn của huyện, đều mà nhiều năm trở lại đây chừng xảy ra. Bên đó, thời gian mặn xâm nhập cũng kéo dài lâu hơn gấp đôi so với mỗi năm và đã ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con. Trước khi mà xảy ra các đợt mặn, thì ngành nông nghiệp cũng đã có các cái thông báo rồi các cái dự báo về tình hình mặn, tổ chức tập huấn cho bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật để ứng phó đối với hạn mặn. Thêm một vụ mùa sản xuất khó khăn nữa với nông dân Sóc Trăng, một vụ mùa được dự báo là thất bại. Nhưng qua đó cũng thêm phần thức tỉnh được nông dân khi việc sản xuất còn kiểu bất chấp, xé rào, không theo khuyến cáo của ngành chức năng về cơ cấu mùa vụ và các nguy cơ đe dọa sản xuất. Để rồi phải chịu hậu quả và thiệt hại vẫn chính là người nông dân.